Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một chuỗi bài tập tập ngoài trời tiếp theo trong chuỗi series của LS Home. Thì với chuỗi bài tập này mình sẽ có tổng cộng 8 bài tập cho chuỗi bài tập của mình. Thì mình sẽ sử dụng Tabata, có nghĩa là mình sẽ tập 20 giây và mình nghỉ 10 giây xuyên suốt trong cái quá trình luyện tập của mình luôn. Thì hôm nay mình sẽ tập trung với Holly. Let's go. Here we go. Chúng ta đã hoàn thành buổi tập ngày hôm nay. Thì mình có thể 8 cái round đó trong vòng 4 phút. Thì mình có thể lặp lại set thứ 2, kết thúc 8 bài, gặp lại set thứ 3, kết thúc 8 bài, nếu mọi người có thể đủ sức và tiếp tục. Bởi vì càng tập cái lượng năng lượng của mình sẽ đốt càng nhiều hơn. Rồi, ok, đã kết thúc ngày buổi hôm nay. Thì mình hỏi xem nữa feeling của Holly như thế nào. Ok, what are you feeling? I'm feeling amazing. I'm absolutely shattered, but it was so good. Thank you, Brad. Thank you. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ gặp lại nhau trong chuỗi video tiếp theo nha. See you.
Thank you.